Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Tiếp đến cuốn video số 3, tôi trở về thăm vườn cảnh Anh Duy An, xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội. Mời các bạn thưởng thức một cây mai chiếu thủy này. Đấy. Cây mai tầm 2 người bê nhẹ nhàng. Đấy. Một cái gốc thân cốt cây rất là lớn. Cái vành thân ở vị trí nhá, để tay này là 42 này. Vâng. Còn cái củ bệ này là 100. Được cái là cái bệ nó đặc mà nó tròn đều. Rồi. Không khuyết chỗ nào. Và cái nương thân của ngọn nó làm chạy đẹp. Tay canh cũng lực và mai chiếu thủy thì cái mùa hè này thì nó nhiều hoa, gần như lúc nào trên cây có hoa. Rồi, tròn trịa, bệ rất tròn trịa. Vâng, đây là dòng mai mai lá lớn. Lá lớn. Thơm quá nhỉ, có thể đứng cạnh những cây mai chiếu thủy, những cây nguyệt quế quay hoa rực rỡ, rất là thơm. Rồi, cây này thì giao lưu giá nào cháu ơi? Cái này cho rằng báo giá là 20 triệu thôi nhé. Vâng, giá 20 triệu. Và chúng ta đến với một cây vú sữa. Cây vú sữa này nó cũng bắt đầu đang lên địa ỉ rồi. Ừ. Bắt đầu bạc hết. Và nói chung là cháu xin giao lưu giá là 8 triệu. Vâng. Cái chỗ này của nó là 1,6 triệu. Ờ, chậu đẹp. Nhưng vú sữa nó là cây ăn quả bonsai cho nên là cái lượng chất đất và cái lượng đất là cũng cần phải tương đối. Rồi, chậu này cũng được rồi. Rồi đấy, di chuyển. Vú sữa phòng tiếp theo này là cây nhót bác ạ. À, bên cạnh đây là cây nhót tầm nhỏ này, cây này. Ờ, cái chậu này là chậu cũ đi chứ. Vâng. Chậu đẹp mà. Nói chung là cái nhót bonsai căn bản là ít người làm bonsai nhót, thành ra để mà mua một cái nhót bonsai là trên thị trường là rất là khó. Nó phù hợp với bác nào thích siêu tầm. Siêu tầm những cái cây bonsai. Cái này có quay được không cháu? Quay được. À, cháu quay bác lấy cái tán xung quanh cái bóng này. À, có khi tôi làm cái tiêu đề cây nhót này hay đấy. Rồi, để nguyên đi. Vị trí này đẹp rồi. Đây, chúng ta quan sát cái thân bệ cây này. Đấy. À, tôi sẽ quay kỹ cái cây nhót này các bác xem. À, anh em mà yêu thích cái dòng cây ăn quả bonsai. Đấy, nhót này, vú sữa này, hồng xiêm này, chay này. Ở vườn anh An này có mấy cây ăn quả bonsai tôi thấy đẹp cả mà. Được đấy. Đấy. Bản thân cháu ấy là người thích chơi các loại cây, đủ loại. Cháu lấy thước cháu đo cái cổ thân này cho bác ấy. À. Đây, vị trí này. Chỗ đấy là coi như là nhỏ nhất đấy, đúng rồi. À, 10 lần bác ạ. Vâng, nhỏ nhất được quanh 15. Để mà làm cây nhỏ này nó căn thịt rất là nhiều. Rồi. Mà cái chậu này cũng là chậu Đồng Nai nhưng mà cũ cũ rồi đấy. À. Nói chung là chơi đồng bộ rồi. Ít người làm nhót bác ạ. Ừ. Cây nhót thì bonsai trên thị trường và hàng ít người có. Cây nhót này giá bao nhiêu cháu? Cây nhót này cháu xin giao lưu giá 11 triệu nhá. Giá 11 triệu. Vâng. Rồi, để tôi chụp kiểu ảnh cây nhót. Rồi. Số điện thoại của anh An chúng ta liên hệ qua số điện thoại là 0964 đúng không anh? Vâng. 894 894 094
Vâng, 094. Rồi, di chuyển đây. Tiếp theo là một cây dâm bụt. Cây này là cây dâm bụt của ta hay của Thái đây không biết. Cây này là của Thái, tại vì hoa kép bác ơi. Hoa kép là dâm bụt Thái rồi. Còn hoa đơn mà nó có cái vòi ấy này là dâm bụt của bản xứ. Đấy. Được cái gốc dâm bụt nó khá lớn và được tạo tác bonsai rồi. Thêm vành thon của nó là 55 ạ. Ra là đã được nắng này. À, bao nhiêu thì cái độ ù cục mà. Rồi. Nó ở cháu ở khá lò rồi. Nhiều hoa lắm bác. Nhưng mà nó vừa mới hết được hoa mới lại ra nụ tiếp này. Tất cả những cái ngọn nào nụ hết này bác. Cây này giá bao nhiêu cháu? Cây này chắc tìm giao lưu giá là 16 triệu nhé. Và giá 16 triệu. Rồi rồi, di chuyển nhé. Tiếp theo là một cái xì búp hồng. Đấy, lá đây. Xì búp hồng, đúng rồi. Đó. Cái chót lá này của nó dày đẹp bác này. Đây, hoàn thần này. Nó là hệ bà vài. Nó đang được làm dần rồi nhá. Tức là trước của nó là nó đã hoàn thiện rồi. Thế nhưng mà người làm cái bồn ấy, nó xấu quá cho cắt bở cho làm lại. À, cái mặt bên đây thì có vẻ rõ ràng hơn này. Đúng, à. Đúng, đúng, để quay phía bên này. Tay cành nó làm cũng lực, xả vết cười cho bác. Rồi. Chót lá tròn này, đẹp. Thì mà cắt thù dầm là đẹp lắm. Với giá giao lưu là 32 triệu. 32 triệu. Và rồi, di chuyển nhé. Tiếp theo là một cây xanh xanh quê này. Nó cũng đã hoàn thiện rồi. Vâng, một cây xanh quê. Ai chả bị ụi rồi nhỉ. Trong mùa của chú Hùng Siếc. Nếu mà nói về tuổi đời con này thì nó quá như là nó. Và bác sờ cái lá này. Cái lá này cho thấy rất là đẹp. Thứ nhất là dày, bác sờ lá mới thôi. Lá cái này dày, đều lá và bóng lá. Thời nơi là nó đã hoàn thiện rồi. Nhưng mà nó lại là dùng cái giấy thép để uốn. Cháu về cho cắt giật lại hết. Thành là nó lại là phổi. Nhưng mà phổi ra thì cũng đã đủ hết tay canh rồi. Chỉ nuôi thêm dâm thôi bác ạ. Thì nó vẫn là cái cốt cũ của nó mà. Chẳng qua là cháu làm lại tán thôi. Vâng. Làm lại bông tán thôi. Bằng cắt giật còn trước là nó cuốn dây. Vâng. Để cho nhìn cây nó gọn và nó nhanh cây thôi. Đó đúng đúng thì... theo kỹ thuật làm cắt giật thôi. Để đúng vậy là trời làm theo lối làng nghề. Ừ. Thì rất là nhanh nhẹt trời. Nhưng khi lọc xương ra ấy, thì nhìn nó không được ưa mắt. Nên cháu quyết định cháu. Vậy là cái cây xanh quê này giá bao nhiêu cháu? Cây xanh quê này giá là 32 triệu hả? Rồi. À, bác xem cái dáng mướp mà. Đẹp mà. Nhìn nó cổ thụ. Nhưng rồi. Mà chót lá đó thì cháu thấy là tuyệt vời. Lá đẹp. Cái sơn trà này. Cháu tưởng là nó chết cơ, nhưng hóa ra là... Úi dồi, sơn trà nó khỏe lắm anh ạ. Vâng. Mà gỗ nó cực cứng đấy. Cái gỗ đó mà dùng cái cửa cắt đấy. Dùng cái cửa cắt đấy mà nó cứ... Nhà tôi có cây mà nó chai mà. Nó như đá ấy. Đúng rồi. Cắt cái cửa mà cảm giác nó không đi cửa. Cái này già. Nó là kiểu như rừng ấy. Cái này thì... Đấy, lúc mà mua đồ ông ấy, nó cháu tưởng nó chết. Chết nào được. À mà cái giống này ở dưới là có mầm bao giờ? Dễ, mọc ở dễ. Ừ. À. Cây sơn trà. Cái lá nó như kiểu bông hoa ấy. Cây sơn trà cháu xin giao lưu giá là 4.200.000 nhá. Vâng. Nó thực ra cháu đi Đà Nẵng trời thì cháu mua cây sơn trà này chứ. Rồi, đi. Tiếp theo là một cây ngô bác ơi. Vâng, chúng ta đến với cây hoa ngô đây. Cây ngô này thì nó
nói bóng tán với cả hòn bị đẹp nhưng mà duyên nó chưa có duyên lắm bác ơi. Đẹp nhưng mà không hợp khách. Ít người hỏi à? Vâng. Giá bao nhiêu anh? Trong xin báo giá là 15 triệu. Giá thì cũng không lên nỗi. Giá cũng là hợp lý rồi. Nó vừa ra được hòa xong đấy. Được. Giá 15 triệu. Ngày trước mà có định cái nơi thì mất ngay. Vâng. Có một đợt ở mắt quay cây ngâu nào là thí nhau. Quay cây ngâu nào là đi cây ngâu ấy. Mà cần thậm chí bán rồi mà cần bao nhiêu người hỏi. Đây là cây sung anh. Vâng. Sung nào, này, quay cây sung cái này. Theo để nơi nó nắng quá. Nhìn thấy là cái vườn này nhưng mà hôm mà nắng này bác này, nước ở đời nó khô xong rồi nó như kiểu là kiểu nắng quá, nắng ở đời nhìn thấy nó nhiều rát lắm bác này. Nó mất hết được. Nắng thế là thành lá nó hơi vàng. Đợt vừa rồi nắng nhỉ? Nắng 40 độ. Nhiệt độ cao, trời thì nắng suốt ngày luôn. Cây này bao nhiêu cháu? Cây này cháu xin giao lưu giá là 4 triệu 2. Giá 4 triệu 2. Để và... mà nó có cái tiểu cảnh mới cả. Nhìn nó cũng phải nói là cái người làm cái cây này nó rất hợp với cái tiểu cảnh này. Nó có cái tay rơi xong ở dưới lại có cái cầu kiểu. Cái sông ra thì nó được cái nghệ thuật. Được rồi. Hơn vặn vẹo. Nhưng mà sùng là nắng quá không tốt đâu. Nắng quá nó hay bở rậm. Tiếp theo là cái nguyệt quế này. Úi dồi, nguyệt quế to thế. Vâng. Và nụ nhiều quá nhỉ, dây nụ này. Vâng. Tới đây nó bung lụa ra thì đẹp không? Thơm, tuyệt vời luôn. Này, tít tận trên này, cái nào, chỗ nào có nụ nhiều thế. Vâng. À, lá xoắn bông chùm anh ạ. Vâng. Lá nhỏ. Và bệ đế của cây này đẹp không các bác? Cái ưu điểm của cây này là nó già. Và nó không còn cái dây thép nào bác ạ. Đây cành là nó đã được gọi là làm theo năm tháng rồi. Bây giờ mà mình mà cắt đè thì phải cho nó ra hoa xong mình cắt được. Không, bây giờ phải chơi hết vụ hoa này chứ. Cắt nào được. Cắt thì hết tất hoa. Vâng, đúng rồi, tại vì nó hoa nó ở phần ngọn cười mà. Rồi. Nó là cười cháu thấy là bị bãi hoàn thủ được. Được. Chiều cao là 1 mét. Chiều rộng tán là 1m2. Ba người là bê di chuyển được. Hai người khiêng được bác ơi. Tại vì trước cái đất nó cao thôi này, thế mà nó ăn nó sụt hết cả đất rồi. Chắc sắp tới lại phải bồi thêm. Ở dưới là sơ dừa. Nguyệt thì... quế là phải trồng đất bác ơi. Nguyệt quế trồng sơ dừa nó hay thối dễ lắm. Không trồng sơ dừa được à? Nguyệt quế nó ưa khô mà, nó ưa nắng. Rồi. Cây này bao nhiêu, giá bao nhiêu cháu? 18 triệu. Vâng, số điện thoại của anh Duy An là 0964 894094. Rồi. Đây là cây xanh Nam Điền. Vâng. Đấy, rất là già cây rồi các bác này. Chậu này chậu hình chậu tàu. Chậu tàu cũ quá. Chậu tàu chậu cũ này. Cái này thì nó là người Hữu Bằng làm giá để cho biết thôi, cái này nó hoàn thiện khoảng 15 năm. Mua ở Hữu Bằng à? Vâng. Được. Tức là cách đây 15 năm nó đã đi triển lãm rồi. Nó già lắm. Chẳng qua là thời bây giờ nó lại không chơi cây cao. Mà cái này nó hơi cao. Nên để nói đúng là nó lại không gặp thời. Như cái này chắc đang giao lưu giá 32 triệu nhá. Vâng, đấy, với cái bệ phía ngược lại đây. Vâng, với chiều cao là 80. Cái nơi lọc dầm ra thì phê lắm. Rồi, giá 32 triệu. Vâng. Cái đáng tiếc của người ta là người ta đã đục vào cái phần dưới ở đây để mà ghép một cây vào.
Nhưng mà ghép một cây dễ bóng người khác thì nó không khỏe bác này. Ừ. Đục hết cả rễ này mà ngày trước là một cái củ bệ đẹp. Bây giờ lại phải đóng một con vào đời, nhưng mà cháu thấy là định họ định làm cây tử sao? Vâng, định làm cây tử. Cái này là cháu để vào đây thôi chứ. Đúng rồi. Cái này thì cháu làm muốn là cháu nhấc cái đấy ra này. Cháu làm muốn bên sau nó cái rễ này, cháu làm muốn cái rễ nó dính vào nó quang lên bác này. À, thế nhưng mà lại cổng làng bên này thì cây lại ngoãng sang bên kia. À. Nó không phải là phủ bóng xuống cổng làng. Đấy, nếu là ở bên kia thì không nói làm gì. Nhưng mà theo bác thì cái cổng này có phải hơi bé không? Bé so với cây. Nhưng mà có nên làm một cổng to hơn thì nó lại hơi nút cây quá. Cây này thì theo bác đừng có để cái gì ở đằng sau cả. À. Đấy, đừng có cổng làng nước gì đây cả. Cổng làng nó phải phủ bóng xuống cổng làng ấy, cổng làng nó đang lưng này. Đấy, nếu mà đặt cái cổng làng bên này thì bác là nhất trí. À, tức là ở đây. Ừ, nó phải nằm bên này chứ. Đấy, đặt bên này nhìn nó có cái nó có nó không che. Nó chả ra thế nào cả, tự nhiên đấy. Mà cổng làng này nếu mà làm cổng làng này nó bé quá. Ừ, thôi được rồi. Với giá cháu báo là 32 triệu. Vâng. Và Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp những cuốn tới. Giao dịch với vườn anh Duy An, Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội.